What's up? Xin chào các anh em. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn không phải về các cái món gaming gear cũng như là không phải về các cái thiết bị điện tử mà về một cái món đồ chơi rất là lạ mà mình mới kiếm được. Đó là cái này. Thì chắc hẳn các bạn đều biết đến cái thước mà có cái bi, những cái người nào mà thuộc hệ 8X hoặc là những hệ 9X ở đầu thì sẽ nhớ đến cái thước mà có những viên bi với cái những mê cung ở trong. Thì cái trò chơi này nó cũng sẽ mô phỏng như những cái trò mê cung bằng bi đó, nhưng mà nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Đó, thì bên ngoài chúng ta sẽ thấy có một cái hộp như thế này, và nó cũng sẽ có một số các cái thông tin cơ bản, ví dụ như là cái này nó có 6 mặt hình cái cúp đó, hình 6D như thế này, và sẽ có một viên bi sắt. Ở đây nó sẽ có số hướng dẫn nhưng mà nó vẫn không có tiếng Việt các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn là nó sẽ có 6 mặt và mỗi mặt nó sẽ có một mê cung khác nhau. Đây, như thế này. Thì mỗi mặt nó sẽ có một cái mê cung khác nhau. Và nó sẽ có cách đi khác nhau nên các bạn lưu ý. Thì nếu như mà mình rơi vào các cái hố đen thì nó sẽ quay trở về lại điểm xuất phát. À, mình sẽ mở hộp luôn. Cái này chúng ta sẽ có một cái hộp. Đây, và cái món đồ chơi này nó hoàn toàn bằng nhựa thôi nhé. Chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều mê cung, mỗi mặt nó sẽ khác nhau. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có một cái viên bi nhỏ như thế này, chạy qua chạy lại mình có thể nghiêng để mình điều khiển cái hướng của con cái viên bi này. Đấy. Nếu như các bạn đã từng chơi qua rồi, cái này rất là dễ dàng đúng không? Nhưng mà cái trò này thì cực kỳ hắc não luôn nha. Đây, cái điểm trò này chính là cái điểm xuất phát của chúng ta. Đó, vì sao nó có một cái lỗ ở ngay cái tròn này thì mình sẽ giải thích sau. Đây, mình sẽ cố gắng đi từ cái điểm đầu tiên, từ cái lỗ này đến cái điểm này, tức là cái điểm để qua mặt khác ấy, mình sẽ phải điều khiển. Mình chơi thử luôn. Hồi xưa mình chơi tròn này hơi bro. Oh shit. Nếu như các bạn rơi vào cái lỗ như này thì nó sẽ quay trở lại điểm xuất phát, và nếu như các bạn muốn thế lại cái bi thì các bạn nghiêng về cái lỗ đó chứ nó sẽ không rơi vào một điểm khác nhé, chắc chắn là nó sẽ rơi vào cái điểm xuất phát thôi. Đó, các bạn phải lưu ý, phải rất là cẩn trọng. Cái trò này còn đòi hỏi cái sự khéo léo rất là nhiều. Oh shit. Mà cũng đầy ức chế rất là nhiều luôn. Chuyện cực kỳ khó luôn. Tại vì nó có mấy cái điên vãi. Lại. Lần này mà không được nữa thì thôi. Nói chung cái trò này rất là gây ức chế. Thế là mình đã qua được một mặt. Mặt tiếp theo. Các bạn phải để ý các cái cái chap, cái đó gọi là những cái bẫy. Shit. Đó, phải né nó ra. Rồi, chúng ta đã qua đến mặt thứ ba rồi. Càng ngày thì cái độ khó của nó sẽ nói chung là nó sẽ chơi như thế, và khi mà các bạn đi đến cái điểm cuối cùng thì nó sẽ đến một cái điểm ở một cái lỗ ngay cạnh là mặt sân thứ nhất luôn. Mình đi vào cái lỗ đó thì quay trở lại về ban đầu. Nhưng mà rất khó mình có thể đi được tới tận cùng của cái sáu cái mặt này. Mình chơi rất là khó chịu rồi, vì ở đây thì nó làm bằng nhựa thân thiện với môi trường nha các bạn, và hoàn toàn trong suốt như này, cầm rất là sướng tay, cũng khá là to. Nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà đang cần giết thời gian hoặc là để chơi giải trí tăng stress chẳng hạn. Đó. Các bạn có thể mua vào con này chắc với giá chỉ có 99 ngàn thôi, mình để link ở phía dưới. Thì bây giờ
Nếu bạn muốn mua thì nhấp vào link ở phía dưới mô tả nhé. Shit. Nếu bạn thấy hay thì hãy like và subscribe giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.